Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Công Nghĩa xin được gửi lời cảm ơn đến với quý vị khán giả đã luôn đồng hành và tin tưởng cùng với Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả, đau lưng sau khi quan hệ tình dục là một trong những tình trạng rất là thường gặp ở cả nam giới và nữ giới. Vậy những cơn đau lưng này có phải là dấu hiệu cảnh báo là có thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó liên quan đến hoạt động tình dục và sinh hoạt chăn gối hay không? Ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng tiếp tục một lần nữa gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu để cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào bác sĩ Công Nghĩa. Chào quý vị khán giả trên truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, Công Nghĩa có chia sẻ ở phần đầu chương trình đó là đau lưng sau quan hệ là một trong những cái biểu hiện khá là thường gặp và bình thường ở cả nam giới và nữ giới, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại có tình trạng này? Bác sĩ có thể giải thích được không ạ? Trong quá trình quan hệ tình dục ấy, thì thắt lưng là cái vùng hoạt động mạnh nhất. Nó giống như là một điểm tựa cho cơ thể dao động liên tục. Và khi có hiện tượng xuất binh thì có hiện tượng co cứng các cơ toàn thân, và đặc biệt là các cơ của vùng thắt lưng và vùng chậu đã co cứng nhiều nhất. Chỉ vậy, quý ông thường hay bị đau mỏi cơ, mà đặc biệt là đau mỏi vùng thắt lưng. Đây là một cái hiện tượng sinh lý bình thường, giống như chúng ta tập thể dục thể thao nhiều, vận động nhiều thì mỏi cơ, chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn trong một khoảng thời gian ngắn nhất định nào đó thì cái hiện tượng này sẽ mất đi. Và như chúng ta biết rằng là trong cái quá trình quan hệ tình dục ấy, thì nam giới là người giữ vai trò chủ đạo trong cái cuộc quan hệ. Vì vậy mà cái hiện tượng đau lưng này thì hay xảy ra ở nam giới nhiều hơn. Nếu như đau lưng sau quan hệ kéo dài thì nó là biểu hiện của căn bệnh nào, cũng như là báo hiệu tình trạng như thế nào? Bác sĩ Tô Hiệu có thể giải thích cùng với quý vị khán giả, đặc biệt là đối với đấng mày râu, những người mà thường gặp tình trạng đau lưng sau quan hệ nhiều hơn, thưa bác sĩ. Như tôi đã chia sẻ bên trên thì cái hiện tượng đau lưng sau quan hệ là một hiện tượng sinh lý, hiện tượng rất bình thường. Tuy nhiên mà nếu mà xuất hiện tình trạng đau lưng kéo dài sau quan hệ thì có thể là chúng ta có một cái căn bệnh tiềm ẩn nào đó mà chúng ta cần phải xem xét và khám để phát hiện ra. Ví dụ như là có cái tổn thương về cột sống thắt lưng, như là thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa dẫn đến chèn ép thần kinh tọa chẳng hạn. Thứ hai là có thể là do cái cường độ và tần suất quan hệ quá nhiều cũng có thể khiến cho các cơ vùng thắt lưng, vùng chậu co bóp bất thường, gây nên đau lưng kéo dài sau quan hệ. Và cái biểu hiện khác giữa sinh lý và đau lưng kéo dài là sinh lý thì chúng ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì có thể là tự khỏi. Tuy nhiên mà đau lưng kéo dài chúng ta nghỉ ngơi không đỡ, thậm chí là có thể kéo dài vài ngày, vài tuần và khiến cho đấng mày râu, cái đấng đàn ông thì lo lắng, sợ hãi và hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, Công Nghệ thấy rằng là đúng là đau lưng sau quan hệ là một cái biểu hiện khá là bình thường thôi. Nhưng mà chính vì tình trạng này mà nhiều khi các đấng mày râu bước vào cuộc ân ái trong cái tình trạng là chỉ trả bài cho xong, vì họ cũng cảm thấy khá là mệt mỏi và nhức mỏi ở bộ phận lưng, đúng không ạ? Như bác sĩ có chia sẻ. Và đôi khi đối tác thì họ không hiểu, họ nghĩ rằng là chồng của mình chưa hết lòng với chuyện ấy, có vẻ khá là phức tạp. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rằng là đau lưng sau quan hệ có ảnh hưởng như thế nào đến với tinh thần cũng như là cuộc sống và sức khỏe của đấng mày râu, đúng không ạ? Tình trạng đau lưng sau quan hệ dù là do sinh lý hay là do bệnh lý, nếu mà không được sự quan tâm và chia sẻ đúng mực của người đối tác bên cạnh thì có thể gây nên tâm lý hoang mang, sợ hãi, dẫn đến mặc cảm, tự ti. Và cái điều này thì lại dẫn đến làm suy giảm ham muốn tình dục và càng làm tăng nặng thêm cái tình trạng và yếu sinh lý. Ngoài ra đối với một số người thì có thể dẫn đến cái rối loạn lo âu, rối loạn mất ngủ, dẫn đến hệ lụy ảnh hưởng rất là xấu
đến cái hạnh phúc của gia đình, đến tình cảm của lứa đôi. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, nhiều đấng mày râu thì chia sẻ rằng là sau khi họ xảy ra cái tình trạng là đau lưng ê ẩm sau quan hệ thì họ sẽ tạm gác lại chuyện quan hệ tình dục. Và họ cho rằng là cần phải nghỉ ngơi một cái thời gian để giúp cho hồi phục lại. Đây có phải là một cái quan điểm đúng hay không? Bác sĩ có thể giải thích được không ạ? Vâng, thực sự là cũng có rất là nhiều người băn khoăn là đau lưng sau quan hệ thì có nên tiếp tục quan hệ không? Nhưng mà theo tôi ấy, thì đau lưng sau quan hệ chúng ta vẫn có thể quan hệ bình thường, với điều kiện là quan hệ ở những cái trạng thái và tư thế thoải mái. Ví dụ như là chúng ta phải giữ cho tinh thần thật thoải mái, tắm massage trước khi quan hệ và thực hiện những cái tư thế nó thoải mái nhất cho cả hai và nghỉ ngơi sau quan hệ. Tuy nhiên, vào những trường hợp mà đau lưng kéo dài nặng thì chúng ta cũng không nên là cố quá, vì là có thể làm gia tăng thêm cái tình trạng, thậm chí là gây tổn thương dây chằng, cơn cơ và gây nên cái nhiều hệ lụy khác nữa. Như bác sĩ chia sẻ thì đau lưng sau quan hệ cũng đa phần là do tình trạng thận yếu, đúng không ạ thưa bác sĩ? Vậy thì làm sao để các quý ông khắc phục điều này, và liệu có những cái sản phẩm nào giúp cho tăng cường bản lĩnh đàn ông, đặc biệt là giúp cho tăng cường chức năng sinh lý của thận, khiến cho các anh khi mà bước vào một cái cuộc ân ái và sau đó thì cũng tránh được cái tình trạng là đau lưng sau quan hệ được không thưa bác sĩ? Theo y học cổ truyền thì đau lưng là do thận, và khi mà thận khí hư suy, khi phòng sự hàn thấp sẽ thừa cơ xâm nhập, mà khi phòng sự và khi hoạt động tình dục trong cái tình trạng có thể mệt mỏi quá mức vì cái nhiều nguyên nhân khác nhau, thế dẫn đến cái thận khí bị hao tán, tinh khí bất túc, và từ đó dẫn đến phòng sự yếu thống. Từ cái lý thuyết này thì chúng ta có thể sử dụng các bài thuốc, các sản phẩm của đông y để điều trị chứng thận yếu, điều trị cái chứng yếu sinh lý. Mà hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm đông y khác nhau với nhiều mẫu mã, nhiều tên và nhiều cơ sở sản xuất. Tuy nhiên là hiện nay ấy, theo tôi khuyến cáo thì các bạn nên sử dụng cái sản phẩm tại Việt Nam. Ví dụ như là gần đây tôi vừa mới thấy một sản phẩm mới được sản xuất rất là tốt, có tên là Viking Man. Đây sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, cũng như là an toàn về chất lượng và hiệu quả sử dụng. Chúng ta nên có thể tham khảo sử dụng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854 400 102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.